Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với một cái bài toán tính tổng. Ở bài này thì yêu cầu của nó là tính tổng SN bằng 1 phần 2 cộng 2 phần 3 cộng 3 phần 4 cộng chấm chấm cho đến N chia cho N cộng 1. Đấy. Thì cái N chia N cộng 1 này là cái dạng tổng quát của nó. Đấy. Và N này là một cái số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím. Rồi, thì mình sẽ giải quyết cái bài tập này như sau. Thì cũng như những cái bài khác thì bước đầu tiên mình sẽ phải khai báo cái thư viện cho nó. Đúng không ạ? Đấy. Studio.h đúng không ạ? Sau đó sẽ là một cái thư viện toán học. Và thư viện Cornell. Sau khi đã khai báo thư viện cho cái chương trình thì ta viết một bắt đầu viết cái hàm main ạ. Trong hàm main thì đầu tiên mình sẽ khai báo cái n này. Rồi. Tiếp theo mình sẽ khai báo cái kiểu cho cái tổng S này. Ở đây mình ký hiệu là S luôn. Và kiểu dữ liệu của nó sẽ là kiểu thực đúng không ạ? Và khởi tạo giá trị ban đầu cho nó bằng 0. À, vì lúc đầu nó chưa có gì đúng không ạ? Rồi, sau khi đã khai báo cái biến thì ta tiến hành nhập N. Đây sẽ là 10 nhập N. Sau đây sẽ sau cái câu lệnh print này sẽ là câu lệnh scanf. Vì N là kiểu số tự nhiên kiểu nguyên nên là mình sẽ đặt là phần trăm D. Và đây sẽ là và N đúng không ạ? Sau khi đã nhập vào N thì ta ở đây mình sẽ sử dụng một cái vòng là for để tính cái tổng đó ạ. Ở đây mình dùng một cái biến chạy ban đầu là y khởi tạo cho nó giá trị bằng 1. Đấy. Và sau đó biểu thức điều kiện của nó sẽ là y bé bằng n đúng không ạ? Đấy. Rồi, tiếp theo sẽ y cộng cộng. Rồi. Khi cái vòng lập for này đúng, đấy, tức là y bằng 1 mà nó bé hơn n, bé bằng n thì nó sẽ thực hiện cái câu lệnh như sau: s sẽ bằng s cộng y chia cho y cộng 1 đúng không ạ? Đây, vì sao lại y chia y cộng 1? Thì ở đây cái biểu thức tổng quát của nó là n chia n cộng 1 đúng không ạ? Thì bây giờ vai trò của y và n thì nó tương tự nhau nên là ta viết y chia y cộng 1. Nhưng ở đây các con cần lưu ý vì y là kiểu số nguyên nên là ta cần phải add thêm kiểu cho nó là kiểu thực. Đấy, vì một số nguyên chia cho một số nguyên thì nó sẽ là một số thực. Nhưng ở đây nếu như ta không khai báo kiểu plot cho nó, kiểu số thực cho nó thì nó sẽ hiểu đây là một số nguyên và kết quả thì nó sẽ sai đúng không ạ? Một số nguyên thì ví dụ như 0.5 đúng không ạ? Thì nó nếu các bạn không khai báo kiểu thực cho nó thì nó sẽ hiểu số nguyên kiểu đây là số nguyên mà nó chỉ lấy cái giá trị 0 này đó. Đấy, trước cái dấu phẩy này. Rồi, sau khi chúng ta khai báo cái biến S rồi, ta sẽ in ra màn hình kết quả đúng không ạ? Đấy. Tổng cần tìm là đây sẽ là phần trăm F đúng không ạ? Mình kêu plot nên là phần trăm F. Đây sẽ là F. Và đây mình dùng cái lệnh get để dừng màn hình lại. Đúng không ạ? Rồi. Ở đây
mình khai báo cái bit y bằng 1 đúng không ạ? Bởi vì khi các bạn khai báo nó giá trị khởi tạo bằng 0 thì ở đây thì giá trị ban đầu giá trị đầu tiên của nó sẽ là 0 chia 1 đúng không ạ? Vì đây là n trên n bằng 1 đúng không ạ? Thì ở đây sẽ 0 chia 0 bằng 1 thì nó cũng bằng 0 đúng không ạ? Đấy. Thì nó trở nên thừa đúng không ạ? Và không cần thiết nên là mình khai báo nó bằng 1 đúng không ạ? Rồi mình sẽ chạy cho các bạn xem. Rồi mình sẽ nhập n vào. Đấy. Ở đây chúng ta sửa là get ch. Sẽ nhập lên nữa. Đấy. Thì nó sẽ ra kết quả đấy. Và tổng cần tìm chính là cái kết quả ở đây nếu nhập bằng 3 đấy. Rồi. Thì trên đây là cái phần dạy cái bài tập tính tổng SN bằng 1 phần 2 0 dấu chấm cho đến N gồng 1 đúng không ạ? Thì ở bài này các bạn cần lưu ý rằng ta khai báo cái kiểu dữ liệu cho nó. Kiểu tổng S là kiểu float và khởi tạo giá trị bằng 0, ban đầu bằng 0. Và sau đó khi tính trong cái vòng lập for này á, khi tính tổng S thì ta cần phải khai báo lại cái kiểu dữ liệu cho cái biểu thức y chia y cộng 1 này. Đấy, kiểu dữ liệu là kiểu thức đúng không ạ? Đấy, vì lý do như nào thì mình đã nói ở cái phần trước của bài này đấy. Đấy, thì đó là những cái lưu ý trong việc giải bài tập này. Đấy. Còn công thức thì chắc cũng lẽ công thức để giải thì mọi người đều có thể giải được đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.